Đoạn miết cái nếp này nó đó, miết cho nó dẹp lại nha. Sau đó các bạn mặc ra, các bạn gấp cái cạnh này vào đây. Đó, các bạn miết này. Đó, miết. Sau đó các bạn mặc ra. Rồi các bạn cầm cái cạnh này, cái góc này, đều dây cái dấu này. Đó. Miết này. Đó, cái phần này cũng thế. Góc này cũng vậy nha. Nào, hiện này nha. Rồi, đó các bạn sẽ lộn lại. Đó. À, lấy góc này, lại đưa vào cái dấu cộng này. Ok, đấy cái phần này các bạn sẽ gấp như này nhé, các bạn nhìn mình gấp nhé. Phần này thì ngược lại nha các bạn nhé. Đó. Sau đó các bạn sẽ gấp cái út này nè. Các bạn xoay ra như này. Các bạn bẻ này xuống. Và phần này thì các bạn sẽ gấp như này nhé. Bốn cạnh nó gấp sẽ chéo nhau các bạn ạ. Đó, phần này các bạn xem mình chỉ gấp kỹ một chút là các bạn làm được nhé. Đó, cái cạnh này lại gấp ngược cạnh này. Đó, ok. Các bạn miết ra một chút. Sau đó các bạn sẽ cầm gấp cái này. Các bạn sẽ gấp cái này. Đó, gấp vào như này. Đó, các bạn miết ra. Rồi. Sau đó các bạn mở ra. Các bạn lại gấp tiếp cái cạnh này. Đó, lộn lại. Gấp tiếp. Đó, các bạn sẽ gấp. Để nó lấy cái nếp các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn sẽ gấp như này vào này. Các bạn để như này, các bạn gấp nhé. Cạnh chéo này. Các bạn gấp vào. Đó. Bạn gấp vào được như này, sau đó thì các bạn sẽ này, bạn sẽ bẻ cái góc này nhé. Đây, đây nha, các bạn sẽ tỉ xuống cái phần dưới này. Này, các bạn ấn nó xuống, nắm cái góc này. Rồi, miết. Trên này cũng thế, các bạn bành nha. Bành nha. Đó, các bạn miết tiếp nha. Đó, nó như một hình tam giác rồi. Sau đó các bạn sẽ mở này nha này. Đó, từ từ thôi, để nó úp này. Các bạn sẽ bành từng cái phần này nha này. Nhấc lên này. Đó, nhấc lên này. Đây, các bạn nào. Nhấc lên này. Đó, nhấc lên này. Đó. À, các bạn sẽ gấp lại những cái nếp này nhé. Đây này. Để cho nó vào nếp các bạn ạ. Đó. Ở đây cũng thế này. Đó, nếp lại cái nếp. Đây cũng thế. Đó, ok. Sau đó các bạn sẽ từ từ bạn ghép. Bạn ghép nhé. Đấy, các bạn sẽ luồn vào này. Cái màu trắng thì sẽ vào trong. Đấy. Ok. Đó, nó sẽ ra được những cái cạnh này nha các bạn nhé. Những viên cạnh này. Đó. Có thể gấp. Gấp. Và gấp. Ok, thì các bạn sẽ làm 4 viên y chang như này nha. Ok các bạn nhé. Đó, ở đây mình đã làm một màu hồng, màu vàng nha các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ làm 4 viên như này cho mình. Sau đó các bạn sẽ dùng băng dính này. Để các bạn dán những cái hình này lại này. Đó, để cho nó đỡ bị bóp méo cái gì nha các bạn nhé.
các bạn nhá. Bây giờ các bạn sẽ ghép cho mình nhá. Các bạn sẽ cầm viên nó sẽ như này nhá. Đấy, các bạn thấy các bạn ghép rồi. Nó sẽ khớp nhau luôn các bạn ạ. Đấy. Đó là viên màu hồng này. Đấy, các bạn lại gài vào này. Đây là cái phần khe này. Cái viên màu vàng này, các bạn sẽ cài này nhá. Đấy. Đấy, có cái dạng nhá, các bạn ấn vào. Đó, đây là ra một hình quả cầu. Đấy, nó khớp nhau hết các bạn ạ. Khối Rubik hình cầu của mình các bạn nhá. Đó, các bạn chỉ việc tháo dỡ ra, bắt đầu lắp ghép vào nhá. Các bạn nhé, đây là 4 các bạn ạ. Sau đó các bạn sẽ dùng cái thước lime này đang hát cho các bạn nghe đó. Đó. Đây 1 ô, 1 ô, 2 ô, 3 ô này. Sau đó các bạn sẽ gấp như này nhé. Đây, các bạn sẽ cầm cái góc này. Cái góc này này, nó sẽ thẳng vào cái nếp này nhé. Đó, các bạn sẽ cầm các bạn gấp này. Đó, cái góc này, thì tay này các bạn sẽ đè như này nhé. Đó. Các bạn đè như này cho cái góc này nó vuông đét, nó không bị lệch ấy. Đó, các bạn sẽ đè này. Mà một tay này thì các bạn đẩy, này các bạn đẩy cái góc này cho nó thẳng với cái nếp này nhé. Đó. Các bạn nhét nha. Các bạn xem này, dùng cái tay này, các bạn gấp miếng này. Đó, các bạn nhớ là cái nếp này này, ở đây nó có một cái nếp, đây các bạn thấy không? Có cái nếp này nhá. Các bạn sẽ cầm cái góc ở đây này, đó, các bạn nhả hết nếp rồi. Thì ra cái miếng mép này này, nó sẽ bằng cái mép gần bằng cái mép này. Bằng cái mép ngoài này nhá, đây nhá. Đấy, mình sẽ bằng đây. Đẩy ra, đó. Các bạn thấy không? Đấy, bằng mép này, đây này, bằng mép này. Đấy nhá, các bạn gấp vào dưới này. Đó, cầm, giả lên này. Đấy, cái góc này, phẳng bằng cái mép này, bằng mép dưới này. Đấy, các bạn đẻ này. Còn nắn cái góc này, nắn cái góc này. Đó, nắn cho nó phẳng này. Đó, bằng, đẻ bằng góc. Đó, nhét tiếp. Đó, các bạn nhét. Đó, nhét này. Đó, góc rất là ngọt này. Đó, rồi cái phần này, các bạn lại cầm như này. Cái phần góc này, các bạn đẻ lại này. Đó, đẻ sát ở dưới này. Đó, đã sát hết rồi cái phần hình phần mép. Đó. Cái góc này nó gần như là bằng mép nhau hết nhá. Do bởi vì là các bạn gấp dưới nhiều lớp giấy nên nó sẽ có bị độ chênh lệch kênh đi nhưng mà không sao đâu nhá. Đấy, các bạn xem nhất như này. Đó. Đó, các bạn gấp được như này rồi cho mình. Sau đó các bạn ngửa lên nhá. Ngửa lên như này. Đây phần này. Đấy, nó có một cái đường như này nữa, các bạn gấp lại này nhá. Đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Thế là nó ra một hình tam giác hết nhá. Đó. Đây, nó sẽ là như này. Đó, các bạn mở ra. Đó. Nhét lại cái nếp này. Đó, đó là mình đã có một hình tam giác xong, các bạn mở ra này. Đây, phần này nữa cũng mở ra, các bạn mở ra. Đó. Đó, các bạn mở ra. Các bạn mở ra nhá. Các bạn sẽ cầm cái góc to này, các bạn để này. Nó mở giấy ra, cầm góc to. Cầm góc to nó đang bị cong úp này mà. Các bạn để theo cái nếp của nó là được. Đấy, để lên này. Rồi, cái này để lên này nhá. Cái phần này này, các bạn kéo nó lên một tí cho nó nhọn nhọn góc lên. Đó, không sao cả nhé. Rồi, bởi vì khi gấp nhiều lớp giấy cái nếp nó bị chạy. Đó, đó. Nhọn nhọn là được, nhớ nhá. Cái phần này nó cong như này, các bạn cầm cái đầu to nhá. Này, các bạn thấy không, đầu to cầm lên, bẻ lên. Rồi, bẻ lên rồi, sau đó các bạn nhận cái phần này này. Đây, bẻ này. Đó, nó có nếp giấy hết rồi, các bạn chỉ cần bẻ là nó sẽ vào nếp thôi nhá. Đó, nó mới ra này. Rồi, đó. Nếp theo cái nếp của nó là được. Nếp phẳng ra tí nhá. Ở cái phần này các bạn gấp ngược cái nếp lại nhá. Đây này. Đó, nó có nếp rồi, các bạn chỉ cần biết là nó sẽ vào. Ok. Đó, và đây khi các bạn ghép thì nó sẽ có bốn cái hình đang bốn mặt. Tam giác nó sẽ có bốn mặt. Mặt 1, mặt 2, mặt 3, mặt 4. Cái mặt này chúng ta sẽ không tính nha. Mặt này chúng ta sẽ cài vào. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ dùng những cái để làm cục Rubik tam giác ấy, các bạn sẽ dùng những cái bút màu hoặc là giấy màu các bạn dán vào nhá. Màu Rubik nên mình sẽ để một mặt màu trắng này, là màu xanh này, màu đỏ này, màu gì đó, màu cam nhá. Ok, bây giờ mình sẽ gấp lại. Trước khi các bạn dán, các bạn thử gấp lại xem, các bạn thử gấp lại xem nhé. Rồi các bạn muốn làm này, đây các bạn sẽ cầm như này, rồi gấp này. Đó, gấp một cạnh này nha. Sau đó cạnh này gấp vào. Đó, các bạn trụ này vào thôi. Rồi, cạnh này nó sẽ đậy như này. Rồi cái cạnh dưới này này, các bạn bẻ lại. Đây, các bạn bẻ lại một cái nếp này. Rồi. Sau đó các bạn gấp nha. Gấp này. Đây, các bạn thấy không? Những cái nếp này các bạn vuốt lại, vuốt hết lại để cho nó thành một cái nếp nhìn nó rõ ràng nhé. Rồi, cái nếp này, đây là cái nếp này. Nếp hết rồi. Đó, hết rồi. Đây là các bạn sẽ bắt đầu ghép này. 1 này, 2. Rồi, cái phần này các bạn sẽ cài vào trong này nhé. Đây, các bạn thấy không? Các bạn từ từ các bạn cài vào nó sẽ vào. Đấy, vào luôn này. Đấy. Thế nó sẽ đã ra một hình tam giác rồi, các bạn thấy không? Đấy,
Bây giờ đúng thì tao ra chưa? 1, 2, 3, 4 mặt đúng thì tao ra nha. Đó, sau đó các bạn bây giờ các bạn chỉ việc là các bạn thích cái màu nào nó ở đâu thì các bạn sẽ dán màu lên nhá. Đó thì mình sẽ dán màu đỏ đây, dán lên nhìn rất là giống hình. Các bạn thích cái video làm Rubik hình tam giác này của mình, hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ để bạn bè cũng biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Chào các bạn, bye bye.